Tranh thủ thời gian rảnh sau khi hoàn thành công việc, cán bộ công chức Ủy ban Nhân dân xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới đã đăng nhập vào đường link địa chỉ tìm hiểu pháp luật.quangbinh.gov.vn để cùng tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu luật đất đai năm 2024 do Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức. Với thiết bị có kết nối Internet, trong thời gian tối đa 40 phút một lần thi và không quá 5 lần đối với cuộc thi, người dự thi phải trả lời 20 câu trắc nghiệm và một câu dự đoán số người tham gia. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban tỉnh và Ủy ban thành phố thì Ủy ban xã sẽ triển khai đến toàn thể cán bộ nhân viên trong Ủy ban xã. Thứ nhất là hướng dẫn để đăng nhập vào cái tài khoản của mỗi cán bộ công chức viên chức. Từ vào đó thì mình sẽ trực tiếp vào phần mềm và trả lời các câu hỏi theo cái hệ thống của phần mềm của trực tuyến cuộc thi tìm hiểu luật đất đai năm 2024. Để trang bị kiến thức, nâng cao ý thức trách nhiệm từ học tập, tìm hiểu và tinh thần thượng tôn pháp luật, cả đơn vị địa phương trong tỉnh đã tích cực phát động, hướng dẫn chi tiết thể lệ về cuộc thi trực tuyến tìm hiểu luật đất đai năm 2024. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, nhà trường đã tăng cường tuyên truyền về cuộc thi trên các nền tảng mạng xã hội đến toàn thể giáo viên học sinh. Bên cạnh đó, động viên khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên học sinh nghiên cứu tài liệu, phổ biến cụ thể nội dung đáp án liên quan nhằm đạt kết quả tốt qua mỗi lần dự thi. Hiện tại, ngành giáo dục và đào tạo Quảng Bình là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh với hơn 900 lượt thí sinh tham gia. Để có thêm kiến thức tham gia dự thi thì em đã tìm hiểu thông qua Bộ luật đất đai năm 2024 do nhà nước ban hành cũng như là một số bài báo và trang web uy tín về pháp luật. Về một số kiến thức chưa nắm rõ thì em đã hỏi thêm gia đình và thầy cô để có cho mình cái nhìn đa chiều cũng như là sự hiểu biết rõ hơn về các điều luật. Thông qua cái cuộc thi tìm hiểu luật đất đai năm 2024 thì bản thân tôi và đồng nghiệp cũng đã hiểu rõ hơn những cái vấn đề liên quan đến luật đất đai 2024, ví dụ như là quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc sử dụng đất đai, rồi là những cái vấn đề như là quyền định đoạt đất, rồi là vấn đề sở hữu đất đai, rồi những cái tranh chấp xảy ra xung quanh vấn đề đất đai. Đây là một cuộc thi rất là ý nghĩa, nó mang lại nhiều cái vấn đề mà chúng tôi có thể vận dụng trong quá trình dạy học của mình đối với học sinh. Và khi mà được phát động cái cuộc thi này thì chúng tôi cũng đã tìm hiểu và cũng đã tham gia rất là nhiệt tình, tìm hiểu các câu hỏi và trả lời đúng với cái thời gian là nhanh nhất. Tôi thấy là đây là một dịp để mà chúng tôi có thể tham gia vào cái việc quản lý nhà nước và xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước của dân, do dân và vì dân ạ. Luật đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 với nhiều điểm mới mang tính đột phá, giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách pháp luật liên quan đến đất đai. Đây cũng là văn bản luật quan trọng tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Vì vậy, việc triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu luật đất đai năm 2024 là nhiệm vụ quan trọng được cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm. Đến nay, sau hơn 1 tháng phát động, cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa trong các địa phương đơn vị với hơn 7.200 lượt người tham gia trả lời câu hỏi. Ban tổ chức cuộc thi cũng đã chỉ đạo tổ ra đề thi là bám sát những cái nội dung của luật đất đai mà sát thực với thực tiễn và nó sát với cái đời sống của nhân dân để lựa chọn những câu hỏi ra đề thi như là xoay quanh những cái lĩnh vực mà quyền nghĩa vụ của người sử dụng đất, rồi cả cái nguyên tắc sử dụng đất, rồi những cái điểm mới như là quy định về giá đất, rồi là xác định cái thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai khi nếu như có tranh chấp, rồi cả cái quy định của luật đất đai liên quan đến cái bồi thường giải phóng mặt bằng, rồi cũng như là cái nguyên tắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thì trong cả bộ câu hỏi đó thì ban tổ chức cuộc thi cũng soát xét rất là kỹ câu hỏi nào mà nó sát nhất đối với những người dân. Đợt này thi thì có cái phần mềm ấy, để sử dụng thi cũng đã được nâng cấp. Thì sau mỗi lần thi thì cái phần mềm này sẽ tự động trả câu hỏi cũng như trả đáp án. Nó tạo ra là cho thí sinh một cái cách tiếp cận nó không nhàm chán. Và trong thể lệ cuộc thi thì mỗi thí sinh tham dự thi là có cái quyền được thi ra tối đa không quá 5 lần.
Thì cái quy định đó nhằm là gì? Đó là thí sinh được đọc đi đọc lại, tìm hiểu kỹ cái nội dung được thi và lựa chọn kết quả tốt nhất để nộp bài thi. Đấy, thì đó là một cái cách để là cái tạo ra cái người dự thi có cái cơ hội tìm hiểu sâu hơn. Theo kế hoạch, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu luật đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sẽ được tổng kết và trao giải trong tháng 10 năm 2024. Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao 15 giải thưởng dành cho cá nhân tham gia dự thi, gồm giấy chứng nhận và tiền thưởng.